Khi lạy Đức Chúa Trời hằng sống của chúng con, cảm ơn Ngài vì tình yêu của Ngài đã ban lời của Ngài cho chúng con. Vì Ngài là Đức Trời thành tín, nên lời của Chúa đã được ban ra, được gọi là còn một. Ngài không thay đổi, và bởi cớ Ngài không thay đổi mà luật lệ của Ngài cũng không thay đổi. Và vì Ngài không thay đổi nên bổn tánh tốt lành của Ngài cũng không thay đổi, nên bởi cớ đó chúng con có sự nương cậy vững chắc ở đời Ngài. Và buổi sáng ngày hôm nay chúng con tạ ơn Chúa để ra mắt Ngài, thờ phượng Ngài, ngợi khen Ngài, và chúng con cũng đón nhận lời hằng sống của Chúa và là bánh hằng sống của Ngài. Vì Chúa Giêsu đã từng phán rằng: ai khát hãy đến cùng Ngài mà uống. Chúa ơi, chúng con khao khát lời của Chúa như con nai cái thèm khát khe suối vậy. Và Chúa ơi, Ngài là đấng từng phán rằng sau những ngày đó Ngài sẽ để luật pháp vào lòng chúng con và ghi tạc nơi chi khôn. Chúa ơi, này để dịp tiện, xin Chúa ghi lời đó vào lòng chúng con, giúp chân con ai đấy đều ra bắt Ngài và mở lòng ra để nhận thấy luật pháp của Chúa là thánh khiết, thiêng liêng, công bình và tốt lành, mà vui lòng nhận lấy để chúng con có sức lực từ nơi Chúa ban cho để bước theo Ngài cho đến cuối cùng. Chúng con cảm ơn Chúa, xin Chúa ban sự khôn ngoan thông sáng cho dân sự Ngài và chính môi miệng của con được Chúa rước dầu, để con được ơn trước mặt dân sự của Chúa và trước mặt Ngài, để ai nấy cùng ra mắt Chúa để được nhận lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, Amen. Chúng ta đã học trong 4 tuần trước điều răn thứ nhất cho đến điều răn thứ tư, chúng ta học về lẽ thật những sự mầu nhiệm đó, và hôm nay chúng ta học đến điều răn thứ năm, được chép ở trong sách Xuất Ê Giê Tô Ký đoạn 20 câu 12. Điều này cũng được chép ở trong Phục Truyền Luật Ký đoạn 5 câu 16, và cũng có chép ở trong Lê Vi Ký nữa. Tôi xin đọc lời Chúa trong sách Xuất Ê Giê Tô Ký đoạn 20 câu 12 và Phục Truyền Luật Ký đoạn 5 câu 16. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Nếu chúng ta chỉ đọc thuộc lòng 10 điều răn mà không suy gẫm từng lời một, thì dễ lắm chúng ta sẽ bỏ đi rất nhiều những cái điều cơ bản, và vì cớ đó chúng ta vấp phạm với lời của Chúa. Ngay trong khi chúng ta cố gắng thi hành, thực hành 10 điều răn của Chúa, chúng ta vẫn vấp phạm vì chúng ta không hiểu kỹ, không hiểu sâu sắc lời của Chúa. Đây là một điều răn, cũng là một mạng lệnh quan trọng có kèm theo một lời hứa của Đức Chúa Trời. Và lời hứa này ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta, ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến tuổi thọ của loài người, và là lệnh cả thuộc thể và cả thuộc linh. Chúng ta biết rằng bất cứ một điều răn nào thì trong đó cũng là mạng lệnh, và cũng đó là điều răn. Và trong lời của Chúa có cả thuộc thể và thuộc linh, vì Chúa Giêsu đã phán: mọi lời ta phán của ngươi đều là thần linh và sự sống. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của chữ hiếu kính, bởi vì trong tiếng Việt dịch nó là hiếu kính. Bởi theo ý nghĩa của Nho giáo, đạo Khổng Tử, đạo Khổng ảnh hưởng đến Việt Nam mà người ta đã dùng chữ hiếu kính cha mẹ. Nhưng mà trong nguyên văn của trong tiếng Hebrew, đó là từ kabet số 3513, nghĩa là lòng tôn kính, sự tôn trọng, sự kính trọng của chúng ta. Trong ý nghĩa của sự kính trọng này, Kinh Thánh có chép như sau ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 19 câu 3: ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình và giữ những ngày Sa-bát-ta. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các người. Trong sự kính trọng này, còn có nghĩa là khiến cho cha mẹ mình được tôn trọng, khiến cho cha mình được kính trọng. Không chỉ mình tôn trọng cha mẹ mình, nhưng mà cuộc đời của mình, hành động của mình, lời nói của mình mà khiến cho cha mẹ mình được tôn trọng, cho cha mẹ mình được kính trọng. Không phải chỉ ở trong nhà mà bất cứ nơi nào, qua đời sống của mình mà người ta kính trọng cha mẹ mình. Cũng một thế như vậy, chúng ta biết rằng nếu chúng ta là một cơ đốc nhân chân chính, thì qua cuộc đời của chúng ta mà người ta nhận biết Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ lại Daniel và những người bạn của Daniel, qua đời sống của họ mà gì, vua của Babylon phải nhận biết Đức Chúa Trời. Và chính vua ra lệnh là không ai được động chạm đến danh của Chúa mà Daniel thờ lại. Đức Chúa Trời ban mạng lệnh và điều răn cho loài người, và Ngài có phán ở trong Phục Truyền Luật Ký đoạn 6 câu 1 đến câu 9 như sau: và này là điều răn, luật lệ và mạng lệnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn ta dạy lại cho, để các ngươi làm theo nó trong xứ mà các ngươi sẽ đi vào nhận lấy, hầu cho ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi trọn đời. Ngươi và con cháu ngươi vâng giữ các luật lệ và điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi để ngươi được sống lâu ngày. Hỡi Israel, ngươi hãy nghe lấy và cẩn thận làm theo, hầu cho ngươi được phước
và thêm lên nhiều trong sứ đượm sữa và mật, y như Giê-hô-va Đức Chính của tổ phụ ngươi đã phán hứa cùng ngươi. Hỡi Israel hãy nghe, Giê-hô-va Đức Trời chúng ta là Giê-hô-va có 102, ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở lại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hoặc là khi trỗi dậy, khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Điều răn này không chỉ phán cho những người đã trưởng thành, cho những người đã lớn tuổi, đã lập gia đình, nhưng là cho tất cả mọi người. Bất cứ một người nào đã được sanh ra trên đất này thì đều phải ở dưới mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Tại sao Đức Trời muốn cho chúng ta phải dạy dỗ con cái của mình? Bởi vì nếu chúng ta dạy dỗ con cái của mình theo lời của Chúa dạy, nghĩa là chúng ta đang tôn kính Đức Chúa Trời, cho rằng mọi lời của Chúa đã phán đó là mạng lệnh, chúng ta phải bị bắt phục. Và khi chúng ta vâng phục luật pháp của Chúa, đấy là chúng ta tỏ sự kính trọng của mình đối với Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta dạy lại con cái như vậy, thì con cái sẽ, khi mà con cái nghe lời của Chúa, thì chính Thánh Linh sẽ dạy con cái của chúng ta làm theo lời của Chúa nữa. Chính Ngài sẽ làm nhiệm vụ cáo trách họ, giúp cho họ nhận biết được tầm quan trọng quyền phép của lời Chúa để họ làm theo. Và khi họ làm theo như vậy, họ sẽ tôn trọng cha mẹ. Như vậy đầu tiên, nếu cha mẹ không tôn trọng Đức Chúa Trời thì con cái sẽ không tôn trọng cha mẹ. Nó đi từ trên đi xuống. Ở trong sách Phục Truyền Lời Đời Ký đoạn 11 câu 18 câu 21 chép: vậy hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt. Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là khi trỗi dậy, cũng phải ghi các lời ấy trên cột nhà và trên cửa mình, hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất. Y như những ngày của trời ở trên đất. Chúa cho chúng ta biết tầm quan trọng rằng nếu chúng ta làm theo mệnh lệnh của Ngài thì ngày trên trời dài bao nhiêu thì ngày dưới đất này dài bấy nhiêu. Tại sao khi chúng ta tôn kính cha mẹ thì tuổi thọ chúng ta lại được gia tăng? Đây là một sự mầu nhiệm của Đức Trời muốn chúng ta. Trước hết, nếu các bậc cha mẹ tôn kính cha thiên thượng của mình, là đấng sinh thành mình, tạo dựng nên mình, thì sẽ vâng giữ mọi điều của cha mình phán dạy. Khi vâng giữ mọi điều cha phán dạy như vậy thì mình sẽ lánh xa tội lỗi, mà nếu lánh xa tội lỗi thì chúng ta được sự sống. Cũng có thể như vậy, khi chúng ta dạy lại cho con cái của mình thì ấy là chúng ta nhớ lại lời của Đức Chúa Trời. Có rất nhiều người khao khát có một cái trí nhớ để mà có thể ai hỏi đến là nhớ được ngay. Và người ta khao khát thì Chúa sẽ ban cho một cuốn sách bay từ trên trời xuống như tiên tri, và há miệng đớp lấy, và từ đó trở đi nhớ hoài. Mình mong như vậy. Nhưng mà Chúa cho ta là gì? Chúng ta gieo nhiều thì gặt nhiều. Nếu trong nhà chúng ta muốn có một bồ thóc thì chúng ta phải ít nhất phải gieo một lò lúa để có một bồ thóc. Cũng có thể như vậy, chúng ta càng dạy người ta nhiều bao nhiêu thì chúng ta càng nhớ nhiều bấy nhiêu. Và khi ta dạy con cái, chúng ta vâng theo lời Chúa, kính trọng cha mẹ, thì chính chúng ta phải vâng theo lời Chúa và kính trọng cha mẹ, kính trọng cha thiên thượng của chúng ta, thì tuổi thọ chúng ta được gia tăng. Tuổi thọ gia tăng tức là gì? Chúng ta không có bị bệnh tật, không có một tai họa nào đến cuộc đời của chúng ta. Bởi vì nếu mà chúng ta có sức khỏe mà tai họa xảy đến thì chúng ta vẫn cứ bị chết. Ví dụ như là ở bên Ấn Độ, mấy ngàn người chết vì trong một trận động đất. Cho dù những người bị chết đó, có những người không hề bị tứ bệnh nào cả, vẫn cứ chết bởi vì tai họa. Nhưng mà Chúa hứa chúng ta là tuổi thọ được gia tăng trên đất này dài như những ngày ở trên trời. Ấy là lời hứa chắc chắn của Đức Chúa Trời, rằng nếu chúng ta vâng theo lời của Đức Chúa Trời, tôn kính Ngài và con cái chúng ta tôn kính ta, thì chúng ta được sống được trên đất này. Bởi vì Ngài không để bất cứ một bệnh nào trong chúng ta tuổi thọ bị giảm đi bởi vì cớ bệnh tật, vì cớ tai họa. Và tai họa gia tăng và bệnh tật gia tăng bởi cớ tội lỗi đã gia tăng ở trong lòng người ta, trong cuộc đời của người ta. Trách nhiệm của con cái là phải làm cho cha mẹ mình được tôn trọng. Không những con cái phải tôn trọng cha mẹ mình, nhưng mà còn để cho cha mình được tôn trọng nữa. Một đứa con bằng ở nhà thì vâng lời cha mẹ bởi vì nó sợ ăn đòn, nhưng khi ra ngoài đường mà nó nói sỗ sàng trước mặt người ta, cái sự đối xử của nó với cha mẹ thì cha mẹ sẽ bị khinh rẻ.
Đức Chúa Trời là cha của loài người và Ngài là đấng tạo hóa, chủ thể của cả vũ trụ này. Ngài là Đức Trời công bình và sự công bình của Ngài được bày tỏ qua sự thi hành luật pháp của Chúa. Chúa không ti tiện ai cả. Một vị quan án công bình là một vị quan không ti tiện người nào và đối xử trong việc xét xử căn cứ theo luật pháp. Chúa của chúng ta là quan án công bình, Ngài không ti tiện ai cả. Các bậc cha mẹ đã chịu sự tạo dựng từ nơi Đức Chúa Trời là cha của loài người đều kinh nghiệm được sự khó nhọc của việc sinh đẻ con cái, cưu mang trong bụng và nuôi nấng. Tại sao Chúa khiến cho loài người phải kinh nghiệm được điều này? Bởi vì loài người ngay từ ban đầu khi phạm tội đã khinh rẻ sự khó nhọc của Đức Chúa Trời, một vị vua muôn vua, Chúa muôn Chúa, chính Đức Chúa Trời không sai thiên sứ tạo dựng chúng ta, nhưng chính tay Ngài đã đến và lấy bụi đất đánh lên chúng ta. Chứ không phải Ngài sai thiên sứ tạo dựng chúng ta. Chính Ngài là vua muôn vua, Chúa muôn Chúa, chủ trên thiên đàng, bước đến với hành tinh chết này, tái tạo hành tinh đó để lấy bụi đất từ hành tinh này nắn lên chúng ta và ban hơi thở vào cho chúng ta. Hoàn toàn Ngài làm, không hề có một chỗ nào chép là thiên sứ cùng phục với Ngài. Và chúng ta biết rằng chứ Đức Trời gọi là chúng ta, ý nghĩa là gì? Bảy vị thần của Đức Trời cùng hợp tác để làm. Vì Đức Trời là thần, không chỉ nói là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh mà thôi, mà gì? Đức Trời là thần và Ngài có bảy vị thần: thần mưu toan, thần lành sức, thần công bình, thần hiểu biết. Tất cả các vị thần của Chúa hiệp một lại để tạo dựng chúng ta, tức là gì? Không phải thiếu một cái điều gì cả. Sự khôn ngoan hiệp là một, sự sức mạnh hiệp là một, sự mưu luận hiệp là một, sự thương xót hiệp là một, sự công bình hiệp là một. Tất cả bảy vị thần của Đức Chúa Trời hiệp một để tạo dựng chúng ta trong sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Và bởi cái đó, Ngài muốn cho loài người phải hiểu biết. Nhưng khi là người vi phạm mạng lệnh, loài người đã quên đi rằng mình đã được Đức Chúa Trời thân chinh thế tạo mình ra. Và nếu mà nói thì Việt Nam cũng như là gì? Loài người mang tội bất hiếu rồi, đã không kính trọng Đức Chúa Trời. Và bởi cái đó Chúa khiến cho loài người phải gì? Mang nặng, đẻ đau, để phán về và để khiến cho gì? Sự sinh đẻ của loài người trở nên đau đớn, đau đớn. Và loài người phải kinh nghiệm được cái sự đau đớn của mình khi nuôi một đứa con lên như thế nào. Cho nên khi nó trưởng thành, chúng ta thấy rằng đây là sự công bình, vì chính là người đã bác bỏ công ơn của Đức Chúa Trời. Và bởi cái đó chúng ta phải đau đớn để hiểu được cái tình yêu của Đức Trời tạo dựng nhìn chúng ta như thế nào. Chúng ta nghĩ như thế nào khi một vị vua xuống lấy đất ở dưới ao, nặng lên một cái đồ chơi rồi cho một đứa nhỏ chơi? Sẽ có nhiều quan quân ở nơi khác nhìn vào vua khinh rẻ vua, phải không nào? Nhưng Đức Chúa Trời chúng ta không sợ sự kinh dạy đó. Hàng tỷ tỷ thiên binh thiên sứ của Chúa ở trước mặt Ngài, nhưng Ngài là thân chinh làm điều đó. Và ngày hôm nay loài người vẫn còn sống trong tội lỗi, tội ác đó, thì cái điều loài người làm đó sẽ làm tổn thương Đức Chúa Trời. Bởi vì thiên binh thiên sứ của Chúa sẽ nhìn vào Đức Chúa Trời, tại sao Ngài một đấng thánh khiết công bình mưu luận như vậy lại tạo dựng được một loài ngu nghịch như vậy? Vì cớ điều loài người đã làm nên ngày hôm nay chúng ta nuôi con cái khổ như vậy, đau đớn như vậy. Và chúng ta khi nào chúng ta xót xa khi con cái chúng ta bị con muỗi nó cắn, con kiến nó cắn, bị té, bị ngã, bị cảm lạnh, bị ho, bị nhức đầu. Loài người đã phải chịu vất vả khó nhọc để nuôi dưỡng đứa con từ khi mới sinh ra cho đến khi nó có thể tự lập được. Đức Trời cho phép điều này xảy ra loài người để loài người nhận biết công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời, giá trị của nó. Khi chúng ta dâng sự tôn trọng cho cha mẹ mình, đây là chúng ta công nhận công lao của cha mẹ mình trên đời sống của chúng ta, đã tặng chúng ta, và chúng ta phải báo đáp công ơn của cha mẹ chúng ta. Chúng ta dâng sự tôn trọng cho cha mẹ mình, đây là chúng ta công nhận luật pháp của Đức Chúa Trời ở trên đời sống chúng ta. Muốn mọi loài không có sự này, riêng loài người có luật pháp này. Các loài vật thì khi nó còn ở dưới sự nuôi dưỡng của cha mẹ nó thì nó đi theo để được bú, để được bảo vệ. Nhưng khi nó lớn nó lìa là nó lìa. Vậy khi cần thiết nó vẫn có thể tranh lại mồi của cha mẹ nó, thậm chí nó giết lại cha mẹ nó. Các loài vật nó có thể làm như vậy. Nhưng mà loài người thì Đức Trời ban cho luật pháp. Khi chúng ta dâng sự tôn trọng cho cha mẹ mình, chúng ta sẽ nhớ đến cha tối cao của linh hồn chúng ta, là Đức Chúa Trời hàng sống, và nhận biết nhờ Ngài mà mình đã được ban cho sự sống. Và nếu không bởi quyền phép của Ngài thì mình sẽ chẳng được ra đời. Dâng sự tôn trọng cho cha mẹ chúng ta như thế nào? Không phải một người nói mình tôn trọng cha mẹ mình, đi đâu cũng nói
là cha mẹ mình tốt, cha mình hay, nhưng mà trong lời nói của chúng ta có nhiều khi chúng ta không tôn trọng cha mẹ chúng ta. Ơi ông bố tao, ông bố bà bia tao, tất cả lời nói đó không xưng sự tôn trọng cho cha mẹ. Ông khốt, ông già nhà tao khó tính lắm, tất cả những lời đó ấy là sự khinh bỉ cha mẹ mình. Ngay trong lời nói, trong hành động, trong việc làm, chúng ta bày tỏ chúng ta có tôn trọng hay không tôn trọng. Cho dù chúng ta có thể dâng tiền bạc để nuôi cha mẹ chúng ta, nhưng mà lời nói chúng ta có thể phá hủy tất cả mọi sự tôn trọng của chúng ta. Sự tôn trọng đây có nghĩa là sự nhận biết quyền cai trị của cha mẹ trên đời sống của mình và thuần phục quyền phép đó cách vui lòng, tự nguyện, có trách nhiệm. Chúng ta tôn trọng cha mẹ chúng ta, kính trọng cha mẹ chúng ta, nghĩa là chúng ta biết rằng một lời nói của cha mẹ chúng ta có quyền mang phước hay mang họa cho chúng ta. Cha mẹ chúng ta có quyền nói phước là phước tới mà họa là họa tới. Chúng ta nhớ luật của Đức Chúa Trời chưa? Khi Gia-cốp đặt tay trên hai đứa cháu của mình, ông ta là sao? Đặt chéo tay. Mà lời cầu nguyện chúc phước của ông trên hai đứa cháu của ông, con của Joseph đó, được ứng nghiệm hoàn toàn. Cho nên ngày người đời ngày hôm nay người ta thiếu hiểu biết, người ta đang mang sự đùa xả cho con cái của mình qua lời nói, đặt tên sai đi, chặt đi, hoặc là gọi tên nó, rồi đối xử với nó, thì khi nóng giận lên rồi chửi các con cái của mình, rủa nó, mà không biết rằng tất cả lời nói của mình cũng uy quyền ảnh hưởng trên đời sống của đứa con của mình. Cho nên chúng ta biết rằng khi chúng ta biết nhận biết quyền cai trị của cha mẹ trên đời sống chúng ta, thì chúng ta phải biết rằng nếu chúng ta tôn kính cha mẹ chúng ta thì chúng ta sẽ gieo tấm lòng chúng ta trong người đó. Thì người đó không có một người cha nào mà được con mình yêu mình, tôn trọng mình, kính trọng mình mà lại rủa xả nó. Chúng ta gieo sự tôn trọng của mình đối với cha mẹ mình ấy là để chúng ta gặt được cái lời chúc phước của cha mẹ mình, lời nói cũng uy quyền giúp đỡ cho cuộc đời của mình từ cha mẹ mình đến trên chúng ta. Nó rất là quan trọng. Chúng ta nhận biết quyền cai trị của cha mẹ trên đời sống của chúng ta và thuần phục quyền phép đó cách vui lòng. Thuần phục cách vui lòng. Trong dân gian có rất nhiều câu chuyện dạy người ta về đạo hiếu, nhưng mà chúng ta không lấy chuyện của dân gian, mà chúng ta lấy lời của Đức Chúa Trời để cho chúng ta biết. Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 22 chép về Isaac. Khi Isaac đã khôn lớn, Đức Chúa Trời mạng lệnh cho Abraham mang Isaac dâng cho Đức Chúa Trời tại núi Moria. Và khi mà Isaac theo cha mình rời khỏi người đầy tớ để lên núi kia, Isaac đã hỏi cha rằng: cha ơi, củi đây lửa đây chuyện còn đâu? Bắt đầu từ đó Isaac nhận biết có điều gì đến cho mình rồi. Nhưng mà Isaac không nổi loạn. Isaac tôn trọng quyền cai trị của cha mình trên mình. Tại sao? Vì biết chắc chắn rằng trong đời sống của Abraham đã làm gương mẫu cho con mình nhận biết có Đức Chúa Trời. Và bởi cớ đó Isaac thuận phục cha, cho phép cha trói mình để trên bàn củi và không có dãy rùa, không bỏ chạy để lấy mạng sống của mình. Sự tôn trọng này đã khiến cho Abraham giữ chọn được sự vâng lời đối với Đức Chúa Trời. Nhờ sự vâng phục của Isaac mà dòng dõi mà Đức Chúa Trời hứa cho Abraham được ứng nghiệm cho chúng ta. Qua Isaac mà chúng ta được chấp nhận. Bởi vì từ Abraham, nhưng mà Abraham đã có sự không vâng phục mà khiến cho Ismael ra đời trước. Cho nên Chúa hứa rằng từ Isaac có một dòng dõi sinh ra cho Abraham, đó là chúng ta. Nhờ sự vâng phục của Isaac mà lời hứa của Đức Chúa Trời được ban cho chúng ta. Chúng ta thấy rằng Chúa hứa là gì? Sau này khi luật pháp ban cho là gì? Nhờ sự vâng phục chúng ta, nhờ sự tôn kính, kính trọng cha mẹ mình mà gì? Ngày chúng ta được giải ra trên đất này. Chúng ta thấy rằng mặc dù Isaac đã qua đời từ lâu rồi, nhưng mà dòng dõi của Isaac vẫn còn đến ngày hôm nay. Chúng ta là dòng dõi của Isaac, đứa con của lời hứa. Bởi vì sự vâng phục của Isaac, kính trọng cha mẹ mình. Trong sách Các Quan Xét đoạn 11 chép về đứa con gái của Giê-phê. Giê-phê đã có một lời hứa đặc biệt với Đức Chúa Trời rằng khi ông ta trở về, một con vật nào đó chạy ra đầu tiên để đón ông ta thì vật đó sẽ dâng cho Đức Diều vào. Giê-phê chỉ có một đứa con gái duy nhất thôi, chúng ta không biết tên. Nhưng mà gì? Khi ông trở về, đứa con gái đã cầm chung cơm chạy ra đón cha. Giê-phê đau xót vô cùng. Vì sao? Con ơi, con làm khổ cha vô cùng. Bây giờ làm sao bây giờ? Vì ta đã hứa với Đức Giê-hô-va như vậy. Nhưng mà con gái Giê-phê có nổi loạn không? Không. Sẵn sàng vâng phục. Và nhờ sự vâng phục của con gái Giê-phê mà lời hứa của Giê-phê được làm trọn với Đức Giê-hô-va.
Chúa Giêsu là một ví dụ mẫu mực về sự vâng phục Cha của mình. Ê-sai 53 câu 10 chép: Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình. Những ngày người sẽ thêm dài ra và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thành vượng. Hê-bơ-rơ đoạn 5 câu 8 chép: Dầu ngài là con cũng đã học tập vâng lời bởi sự khốn khổ mình đã chịu. Nếu Chúa Giêsu không vâng lời, chúng ta không được cứu. Nếu Chúa Giêsu không vâng lời, chúng ta không có quyền kế tự. Chúa Giêsu đến không những ngày bày tỏ luật pháp của Đức Chúa Trời, ngài có quyền phép của Chúa, nhưng tại sao ngài không sử dụng quyền phép đó để cứu ngài ra khỏi bị đóng đinh trên thập tự giá? Bởi vì chính ngài là lời Chúa, chính ngài là luật pháp, lấy ngài làm mẫu mực về luật pháp, vì luật pháp có quyền phép để cứu người ta. Theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời thì khi người nam lập gia đình với người nữ, nghĩa là lấy vợ, thì người nam sẽ cùng người nữ lìa cha mẹ mình mà trở nên một thịt, nghĩa là lập gia đình mới rồi, không phụ thuộc vào cha mẹ mình nữa. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24, Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 5, Mát đoạn 10 câu 7 và Ê-phê-sô đoạn 5 câu 31 mang chép về điều này, nhắc lại về điều này. Nhưng sự kính trọng, tôn trọng cha mẹ vẫn theo những con cái cho tới khi người con đó qua đời. Sự tôn trọng cha mẹ chúng ta không phải là cha mẹ qua đời là hết, không. Sự tôn trọng, sự kính trọng cha mẹ chúng ta theo chúng ta hoài cho đến khi chúng ta qua đời, chứ không phải trong khi họ qua đời. Cho nên ngay ngày hôm nay, mặc dù Abraham đã qua đời, nhưng người ta vẫn tôn trọng danh của Abraham, vẫn tôn trọng Isaac, vẫn tôn trọng Môi-se, vẫn tôn trọng Eli, mặc dù họ qua đời. Nghĩa là Chúa cho chúng ta biết rằng sự kính trọng và tôn trọng đây không lệ thuộc vào cái sự tồn tại của cha mẹ chúng ta trên đất này, mà là sự tồn tại của chúng ta trên đất này. Nghĩa là khi ta còn sống ở phút nào thì ta vẫn còn phải tôn trọng, kính trọng cha mẹ chúng ta để đó. Sự kính trọng hay tôn trọng này không có nghĩa là đồng tình với cha mẹ chúng ta. Chúng ta phải hiểu sự kính trọng đây nói về cái gì. Đây nói về ý thức hệ trong sự quan hệ trực dòng từ cha mẹ của chúng ta. Sự tôn trọng đây là gì? Để cho người ta biết rằng tôi là con của người đó. Không có nghĩa là chúng ta amen với người đó trong hành động, trong việc làm, trong ý tưởng hay lời nói hay mưu luận. Không có nghĩa là chúng ta đồng ý với họ, họ làm theo với họ. Nhưng đây nói về ý thức hệ của chúng ta vâng phục cha mẹ mình, nhận biết người đó là cha mẹ mình, mà mình phải có trách nhiệm của mình yêu thương cha mẹ mình. Nhưng không có nghĩa là làm theo những điều gì cha mẹ mình bảo nếu không hợp với lời Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giêsu phán điều này được chép trong Mát đoạn 10 câu 29 câu 30 là gì? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng lãnh được đương bây giờ trong đời này trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bất bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Tại đây Đức Chúa Giêsu không hề vấp phạm với luật pháp của Ngài. Tại sao Chúa nói là những người vì danh Chúa, vì tin lành của Chúa từ bỏ cha mẹ mình? Nói như vậy không nghĩa là Ngài mâu thuẫn đâu. Vì chúng ta nghiên cứu với nhau. Vì sự tôn trọng hay kính trọng cha mẹ không bị bó buộc bởi bổn phận hay trách nhiệm của người làm con. Tại vì khi Đức Chúa Trời đã gọi một người nào thì Ngài biết người đó phải rời khỏi cha mẹ mình, đã đến tuổi trưởng thành để có thể làm nhiệm vụ được, để có thể làm công việc mà Chúa sai khiến. Sự từ bỏ cha mẹ mà Chúa Giêsu phán đây là phán với những người đã đủ tuổi lập gia đình, hoặc đã có gia đình riêng rồi, hoặc không bị phụ thuộc vào cha mẹ nữa, nhưng mà theo ý chỉ của Đức Chúa Trời gọi người đó làm theo công việc của Chúa. Chúng ta biết rằng Chúa là đấng ban luật pháp, Ngài không phá luật pháp của Ngài. Trên cái ngày này có rất nhiều người mà chính con gái của tôi đã vấp phạm. Nó nói tại sao Đức Chúa Trời gì mà kỳ cục thế, để bắt ra đây phải ghét cha mẹ vợ con anh em mình, thế nên bỏ vợ con lại cho ai nuôi, không tin như vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ học lời Chúa ở đây như thế nào? Lời Chúa phán ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24 thì chúng ta biết rằng khi một người nam một người nữ lìa cha mẹ mình thì trở nên một thịt. Lìa đây có nghĩa là gì? Theo luật pháp của Chúa phải rời khỏi. Chúng ta biết rằng nếu một người mà còn tiếp tục ở với cha mẹ mình bị bó buộc rất nhiều, rất là khó khăn. Theo đạo của Khổng là phải ở với cha mẹ, nuôi nấng cha mẹ, tùy theo trường hợp. Nhưng theo luật pháp của Chúa thì khi người ta lấy chồng lấy vợ thì người ta phải lìa cha mẹ mình.
Và chúng ta lớn lên chúng ta biết rằng khi một trong một gia đình riêng thì sẽ có những đứa con cháu gọi cha mẹ mình là cha là mẹ. Và người ta sẽ có sự trung động và có lời ra tiếng vào trong gia đình đó. Sự có mặt của cha mẹ ở trong một gia đình riêng nữa là hai gia đình hoặc là ba gia đình ở trong một gia đình sẽ có rất nhiều sự xáo trộn bên trong đó, người khó khăn. Chứ là chúng ta thấy cái sự tốt lành của Chúa là sẽ có biệt riêng ra. Nhưng biệt riêng ra đó không nghĩa là ta không nuôi dưỡng cha mẹ. Chúng ta sẽ nghiên cứu trong lời của Chúa ngày hôm nay, ta thấy sự biệt riêng ra để nuôi cha mẹ như thế nào. Khi Chúa Giêsu phán ở trong Luca đoạn 14 câu 26, nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa thì không ai được làm môn đồ ta. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 34 38 là gì? Chớ tưởng rằng ta đến đem sự bình an cho thế gian, ta đến không phải đem sự bình an mà là đem gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia, và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Ai yêu cha mẹ hơn ta không đáng cho ta, ai yêu con trai hay là con gái hơn ta cũng không đáng cho ta, ai không vác thập tự mình mà theo ta cũng không đáng cho ta. Tại đây là Chúa Giêsu cũng không mâu thuẫn với luật pháp của Ngài về vấn đề hiếu kính cha mẹ. Ghét ở đây có nghĩa là gì? Thuộc về thái độ chúng ta nhận thức giữa chúng ta, trách nhiệm chúng ta với Đức Trời, trách nhiệm chúng ta với cha mẹ. Trách nhiệm chúng ta với cha mẹ là sẽ phải yêu thương người đó, lo cho sự sống của người đó. Nhưng nếu người đó nghịch lại luật pháp của Chúa, tức là người đó đang đi vào con đường chết, thì trách nhiệm của chúng ta là phải làm sao để cứu họ ra khỏi sự chết đó. Sự tôn trọng, sự kính trọng đây là gì? Biết rằng nhờ người đó mà mình được sinh ra, thì chúng ta phải làm sao để cứu vớt người đó, giúp đỡ cho người đó. Vậy sự giúp đỡ của chúng ta đối với người đang ở trong sự chết, điều gì là quý nhất? Ở cùng với họ, nấu cơm cho họ ăn, chăm sóc họ cho đến họ vào vô quan tài, hay là chúng ta tìm đến với Chúa, hợp với Chúa để được phước của Chúa, và qua sự chúng ta yêu mến Chúa mà Chúa cảm động với lòng của chúng ta, với lời cầu nguyện của chúng ta, vì Ngài yêu chúng ta mà không hủy diệt người đó, mà Ngài sẽ biến đổi người đó để cứu người đó. Điều nào là điều tốt hơn? Theo Chúa, phục vụ Chúa, yêu mến Chúa, và qua tình yêu của chúng ta đối với Chúa mà Ngài cảm động với lời cầu nguyện chúng ta, mà Ngài thương đến gia đình chúng ta mà cứu họ, mở trí cho họ. Ở đây là gì? Chúa muốn chúng ta hiểu chữ ghét ở đây là không đồng tình với thái độ, với đường lối của họ, với ý tưởng của họ nghịch lại với lời của Đức Chúa Trời. Nghĩa là khi một người tin Chúa và được Chúa kêu gọi hầu việc Ngài mà cha mẹ người ấy không chịu để cho người ấy đi hầu việc Chúa, ngăn cản người ấy trước sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, thì thái độ mà Đức Chúa Trời muốn người được kêu gọi đó là phải gì? Ra khỏi nơi đó, ra khỏi nơi đó, không được chấp nhận ý của họ, không được đồng tình với đường lối của họ, vì ý muốn của họ và đường lối của họ nghịch lại với ý chỉ của Đức Chúa Trời, trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời rồi. Như vậy trong hoàn cảnh này chúng ta đối xử với họ như thế nào? Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 30 chép: ai không ở với ta thì nghịch cùng ta, ai không thâu hiệp với ta thì tàn ra. Mặc dù vậy, sự tôn trọng về quan hệ vẫn còn, và người con vẫn phải công nhận cha mẹ là cha mẹ của mình. Mặc dù chúng ta ra khỏi cha mẹ, nếu cha mẹ nghịch lại bằng lời Chúa, chúng ta phải ra khỏi, nhưng mà sự tôn trọng chúng ta vẫn còn, phải có trách nhiệm đối với họ. Trong Giê-rê-mi đoạn 12 câu 6: chính anh em ngươi và nhà cha ngươi đương phản ngươi, chúng nó cũng kêu tiếng to sau ngươi nữa, dầu chúng nó nói những lời lành, ngươi chớ nên tin. Chúa được gọi Giê-rê-mi ra khỏi nhà của Giê-rê-mi, gọi cha của Giê-rê-mi. Tại sao? Đây là mưu luận của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi một người bắt người đó từ bỏ cha mẹ mình đấy, đấy là tình yêu của Chúa muốn cứu gia đình đó. Ngài cứu một người ra, Ngài bày tỏ tình yêu cùng luật pháp của Ngài cho cái người đó, và người đó nhận biết luật pháp của Đức Chúa Trời ở trên mình, trách nhiệm của mình đối với cha mẹ ở trên mình, và người đó phải yêu mến Chúa để cứu cha mẹ mình. Giê-rê-mi phải ra, Ê-sai phải ra khỏi ta gia đình mình để làm sao? Để hầu việc Chúa, và rồi chính Chúa sẽ biến đổi gia đình của họ và để cứu gia đình đó. Trong truyền thống của Việt Nam, ảnh hưởng của đạo Khổng và đạo Nho giáo dạy về chữ hiếu là con cái phải nuôi dưỡng cha mẹ, nghe lời cha mẹ, và cha mẹ ở đâu con ngồi đó. Bây chúng ta nhớ lại lời của Chúa chép ở trong Lê Vi Ký đoạn 19 câu 3 như sau: ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình và giữ những ngày Sa-bát. Ở đây chúng ta thấy những sự Sa-bát của Chúa, đây là những ngày Sa-bát của Chúa nói về luật pháp Đức Trời, lời Đức Trời. Sự tôn kính cha mẹ là nằm dưới luật pháp. Như vậy chúng ta thấy rằng là vì luật pháp mà con cái phải vâng giữ sự kính trọng với cha mẹ mình. Như vậy luật pháp vẫn cao hơn tất cả. Vì cứ luật pháp mà các đứa con nó phải làm theo và tôn trọng, kính trọng cha mẹ mình.
Như vậy chúng ta thấy, khi người ta dùng theo đạo Khổng, đạo Nho giáo, bắt con cái phải làm theo điều cha mẹ mình. Cha mẹ thờ thần nào đó thì con cái phải theo thần đó. Cha mẹ chết bắt con cái đổ bát nhang. Người chết rồi là cha mẹ bắt con cái, ông bà chết rồi cha mẹ bắt con cái phải gì, quấn khăn xô, cầm gậy, rồi đi giày rơm, rồi thờ phượng như thế nào. Tất cả những điều này là nghịch lại với luật pháp của Đức Chúa Trời. Theo đạo Khổng và Nho giáo thì chữ hiếu đó là gì, cha mẹ là đâu con người đó. Nhưng mà luật pháp của Chúa không phải như vậy. Vì cứ luật pháp của Đức Trời mà mọi con cái phải kính trọng cha mẹ mình, vì đó là mệnh lệnh của Chúa. Và Chúa nói phải gì, và giữ những ngày Sa-bát-ta tức là giữ theo luật pháp của Chúa. Luật pháp của Chúa là hàng đầu, là hàng đầu. Vì cứ luật pháp của Chúa, vì ý chỉ của Chúa mà chúng ta phải làm điều đó. Vì luật pháp của Chúa mà chúng ta phải yêu mến nhau, như yêu người cận như mình. Đó là luật pháp của Chúa. Như vậy chúng ta thấy việc làm theo luật pháp của Chúa là việc tối thượng, việc tối thượng. Căn cứ theo đạo Khổng và đạo Nho giáo về chữ hiếu là con cái phải nuôi dưỡng cha mẹ, nghe lời cha mẹ. Cha mẹ ở đâu con người đó. Vậy nếu cha mẹ người đó là người trộm cướp thì sao? Cha mẹ là người buôn gian bán lận, dạy con mình phải nói dối khi công an hỏi. Đây con mình đứng ở cửa nói dối rằng ba mẹ không có nhà để ba mẹ bên trong đánh bạc. Dạy con cái mình nói dối để trong nhà nấu rượu lậu và chứa đồ lậu. Tất cả những điều đó ta gọi là hòa hiếu. Ta kể cái công họ sinh thành đứa con mình, rồi bắt đứa con mình phải làm, nếu không làm theo thì gọi là mày bất hiếu. Nên căn cứ luật pháp của Đức Chúa Trời thì chúng ta thấy rằng những điều đó là không đúng theo luật pháp của Chúa. Nếu cha mẹ nghiện rượu mà muốn con mình cũng như mình thì sao? Nếu đứa con có thể không làm theo được không? À, và nếu không làm theo thì có giữ được chữ hiếu không? Như vậy chúng ta thấy rằng tất cả mọi đạo giáo đều làm nghịch lại, lấy cha mẹ là cao hơn Đức Chúa Trời, bắt đứa con phải đầu phục cha mẹ mình. Cha mẹ làm đâu con phải làm như vậy. Như vậy là gì? Hắn đã đưa cha mẹ lên bằng Đức Chúa Trời và cao hơn Đức Chúa Trời, vì sao? Nó cấm đứa con không được thờ phượng Đức Chúa Trời. Ngày nay có rất nhiều các bậc cha mẹ chết rất nhanh là bởi vì cấm con cái không được thờ phượng Đức Chúa Trời, bởi vì họ đã chống lại Chúa, họ không kính trọng chính Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng linh hồn họ, lên họ chết sớm. Bởi vì họ không tôn kính cha mà họ muốn con cái của họ tôn kính họ, nhưng mà họ tự họ coi họ là Chúa rồi, ngang với Đức Chúa Trời rồi, và bởi cái đó thì họ chết nhanh hơn. Khi Chúa Giêsu đã chép phán gì trong Luca đoạn 9 câu 59 câu 62 chép là gì? Ngài phán cùng kẻ khác rằng: ngươi hãy theo ta. Kẻ thưa rằng: xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn ngươi hãy đi giao giảng nước Đức Chúa Trời. Có kẻ khác nữa thưa rằng: tại Chúa, tôi sẽ đi theo Chúa, song xin phép cho tôi trước về từ giã người trong nhà tôi. Đức Chúa Giêsu phán rằng: ai đã cha tay cầm cày còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Trong câu nói trên, Chúa Giêsu cũng không mâu thuẫn với luật pháp của Ngài. Vì mục đích tối thượng của điều răn là giúp cho người nhận thức được trách nhiệm của mình với đấng sinh thành mình. Vì khi đứa con hỏi cha mẹ tại sao con phải như vậy thì người cha sẽ phải dạy đó là luật pháp Đức Chúa Trời, và nó sẽ nhận biết có Đức Chúa Trời. Lê Thi Ký đoạn 18 câu 4 và câu 5 chép như sau: các ngươi hãy tuân mạng lệnh ta, gìn giữ luật pháp ta đặng đời theo. Ta là Giê-hô-va Đức Trời các ngươi, và hãy giữ luật pháp và mạng lệnh ta. Người nào làm theo thì sẽ nhờ đó mà sống. Ta là Đức Giê-hô-va. Chúng ta biết tất cả mọi người ở dưới đây đều đã phạm tội, đánh mất sự vinh hiển của Đức Trời và đều chết. Vậy thì cho dù đứa con đó cứ tiếp tục hiếu kính cha mẹ nó thì chính nó cũng chết mà cũng chẳng cứu được cha mẹ nó. Trên chính Đức Chúa Giêsu đã đến và Ngài dạy người ta biết tôn kính cha mẹ chúng ta, và Ngài dạy chúng ta phải tôn kính Đức Chúa Trời, vì đó Chúa là cha của mọi loài. Chính Chúa là đấng có quyền làm cho tất cả mọi người được cứu. Việc Chúa Giêsu bảo là gì? Hơi hay theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết. Đây Chúa không bảo là gì? Hãy đi theo ta, còn để cha mẹ người chết đi. Không phải như vậy. Họ đang chết. Nhưng nếu người con đó vâng theo lời Chúa, đi theo Chúa như vậy, thì chúng ta biết rằng chính người đó đi theo Chúa, mà Chúa là đấng yêu thương, Ngài là chính Ngài là đấng dạy chúng ta yêu kính cha mẹ chúng ta, tôn trọng cha mẹ chúng ta, thì người đó sẽ nhận được quyền phép của Chúa, người được cứu. Và khi người được cứu, người ta có tình yêu thương của Chúa vào trong mình rồi, thì chắc chắn rằng gì? Nếu Chúa đã sai khiến người đó đi dạy dỗ cho muôn dân, thì trong chắc trong muôn dân phải có cha mẹ mình. Và như vậy đứa con đó sẽ nhớ đến cha mình,
mẹ mình đầu tiên. Vì Chúa dạy trước hết nhận phép, cái phép từ trên cao mà gì, bắt đầu làm chứng về Chúa từ đâu? Từ Jerusalem, thành Samari. Tức là gì? Từ trong nhà mình trước rồi ra bên ngoài. Như vậy sự kêu gọi của Chúa Giêsu đây, Chúa nhắc là gì? Nếu ngươi không đi, ngươi cũng chết như họ. Họ đang chết. Ngươi đi theo ta, ra giảng tin lành, ra giảng quyền phép sự sống, ngươi sẽ sống. Và nếu ngươi sống, chắc chắn mẹ ngươi chắc sẽ sống. Bởi vì ngươi đi theo ta, ngươi sẽ được sống. Và khi ngươi sống, ngươi biết luật pháp của ta là yêu thương. Thì chẳng nhẽ không lẽ ngươi theo ta, ngươi yêu thương, biết được yêu thương mà ngươi không yêu cha mẹ ngươi sao? Đó là cái sự mầu nhiệm của Đức Trời gọi chúng ta đi theo Ngài. Có những lúc Chúa thấy chúng ta gì gia đình nghèo khổ lắm rồi, chúng ta là người chủ lực để làm nuôi ra cha mẹ chúng ta, nhưng Chúa bảo chúng ta bỏ đó đi theo chúng, đi theo Ngài. Không lẽ Ngài không biết gia đình chúng ta cần chúng ta sao? Nhưng mà gia đình chúng ta cần chúng ta, nhưng mà nếu chúng ta vẫn cửa lại, cả gia đình chết thì sao? Nếu chúng ta đi thì cả gia đình được cứu. Chúng ta biết là trong khi là người đang chìm đắm trong tội lỗi sự chết, trong đó có cả dân Israel, nhưng mà những Đức Trời đã kêu gọi dân Israel ra khỏi sự chết tù. Dân Israel đang phạm tội, tất cả như họ đều ăn thần tượng, đều ăn khứ, giữ hành cụ kiệu như họ, tất cả đều đã phạm tội như là dân Ai Cập. Nhưng mà Ngài đã kêu gọi họ ra khỏi sự chết tù để làm gì nhỉ? Để làm sạch họ, để riêng họ ra, và qua họ Đức Trời bày tỏ quyền phép của Ngài cho dân Israel, để mọi thứ dân nhìn vào dân Israel này nhận biết có Đức Trời thật để mà nương náu. Dân Ai-cập không biết được cái điều này, nên là cố tình đuổi theo bắt dân Israel trở lại là phu tù cho mình, thì vậy họ cũng chết, dân Israel cũng chết, mà người Ai-cập cũng chết. Nhưng nếu để buông tha dân Israel đi thì dân Israel sẽ được sống, mà qua sự sống của dân Israel mà dân Ai-cập sẽ nhận biết có Đức Trời. Và nếu họ muốn được sống, họ có nơi nương cậy, họ sẽ đến với Israel, trở thành dân Israel, thờ phượng Đức Trời thì họ được sống. Nhưng mà dân Ai-cập không hiểu điều này, lên tìm cách bắt dân Israel lại làm phu tù. Đây là một hình ảnh cho chúng ta ngày hôm nay. Có rất nhiều quốc gia ngày hôm nay cố tình bắt giữ những tín đồ, những người yêu mến Chúa, những người thờ phượng Đức Chúa Jesus Christ, bắt họ làm tôi mọi cho họ, bắt họ phải vâng phục cho quyền hành của họ. Nhưng mà họ không biết rằng họ làm như vậy, họ chỉ được lợi về nhân lực, nhưng họ mất đi tất cả về linh hồn. Nhưng nếu họ buông tha cho những người đó tiếp tục tự do thờ phượng Chúa, thì họ được cả nhân lực mà được cả linh hồn. Bởi vì những người làm việc cho họ, yêu mến Chúa, thì sẽ nhờ họ, lời công nguyện của họ, những sự giảng dạy của họ, mà những người này sẽ nhận biết Chúa, tin Chúa qua họ nữa, và cả hai cũng được cứu. Đức Trời đã làm một điều đó qua Joseph. Đức Trời biết Gia-cốp yêu Joseph vô cùng, vì Gia-cốp yêu Ra-chên. Ra-chên qua đời rồi, sự kỷ niệm còn lại đó là hai anh em Benjamin và Joseph mà thôi. Không dễ dàng gì mà để cho Joseph đi đâu. Và Đức Trời sùng dựng mưu luận để lấy Joseph ra khỏi, để chuẩn bị một sự giải cứu cho cả Egypt lẫn cả gia đình của Joseph và dân Israel. Đức Trời sẽ biết rằng một ngày kia nạn đó sẽ xảy đến. Và Đức Trời đã có một kế hoạch đặc biệt, rất là mầu nhiệm để đưa Joseph ra. Ngài đã báo điều đó cho Joseph biết. Nhưng mà khi Joseph nói điều đó ra thì những anh em của nhà Joseph ngạnh tị, không nhận biết rằng nếu Chúa đã bày tỏ điều đó cho Joseph mà chúng ta yêu mến Joseph thì chúng ta chắc cũng được hưởng lây, phải không nào? Nói một cái ví dụ, khi tôi còn nhỏ, bác tôi ở cơ quan về thăm nhà, mà tôi có mấy đứa nhỏ ra chơi với tôi. Khi thấy nhà có khách thì mấy đứa nhỏ cũng chạy đến chơi cùng. Không lẽ bác chia quà cho tôi lại không chia cho mấy đứa bạn nhỏ của tôi sao? Bởi vì những đứa nhỏ là bạn của tôi, và vì cớ đó thì bác cũng chia quà cho tôi và chia quà cho những đứa nhỏ đó. Và chúng ta thấy khi chúng ta làm bạn với người giàu thì chúng ta cũng được hưởng cái phần giàu của vinh hiển của cái sự giàu. Và chúng ta làm bạn với người nghèo, chúng ta cũng được hưởng phần của người nghèo, phải không nào? Chúng ta đến nhà bán dầu thơm, chúng ta sẽ hưởng, dù không mua thì ra vào chúng ta cũng được cái tóc chúng ta và cái quần áo chúng ta giữ được mùi thơm đó nữa. Và ít ra chúng ta cũng ngửi được cái mùi thơm thoải mái trong đó nữa. Khi chúng ta vào trong siêu thị, nhất là mùa hè nóng được, dù chúng ta không mua cái gì cũng được hưởng cái mát lạnh lây ở trong siêu thị cho chúng ta, phải không nào? Nhưng mà những anh em Joseph này được ganh tị, đố kỵ, thì phải diệt nó đi. Mà diệt đi thì không những mình không được hưởng mà mình cũng bị bạn. Nhưng mà Đức Trời đã sử dụng cái sự này để khiến cho Joseph được bật vào cái nơi mà Chúa cần. Vì tình nghĩa của Ngài không phải chỉ đối với Joseph,
mà tình yêu của Ngài đối với cả mọi người trên thế gian này. Chúa đã để Joseph vào đất của quan thị vệ Potiphar. Và bởi vì cớ họ chứa chấp Joseph tại nơi đó, nên tất cả mọi việc mà Joseph làm ở trong nhà Potiphar đều được thịnh vượng. Rồi từ đó một tai họa xảy ra. Cái tai họa này tưởng dành cho Joseph, nhưng trái lại là sự cất nhắc cho Joseph. Cái điều mà tưởng là tai họa thiệt hại cho Pharaoh thì trái lại là gì? Mang cho cả cái nước của Ai Cập này. Và bởi cớ Đức Trời ban ơn cho Joseph, khiến cho cả dân xứ này được giải cứu đói khỏi nạn đói 7 năm liền, và cả gia đình của Joseph đều được cứu. Là chúng ta thấy gì? Chúa rút Joseph ra khỏi, ấy là sự mưu động của Chúa để cứu lại những người còn lại. Ngày hôm nay cũng vậy, Chúa kêu gọi những người ra khỏi gia đình họ. Không phải là Ngài ghét gia đình họ, mà Ngài biết cả gia đình họ đang chết. Ngài cứu một người ra khỏi sự đang chết đó để người đó được sống, để qua người đó Ngài bày tỏ tình yêu quyền phép nhờ người đó mà cứu lại cái gia đình bên cạnh. Rất nhiều đôi cặp vợ chồng đã ly hôn là vì cớ một trong hai người đó yêu mến Chúa. Họ không biết tại sao. Tôi đã trong hoàn cảnh đó. Người vợ cũ của tôi đã không hiểu tình yêu của Đức Trời đã đối với gia đình cô ta và chính cô ta nữa. Nên Ngài đã chọn tôi, cứu tôi, nhưng cô ta đã phân bỉ phản bội lại Đức Chúa Trời, tiếp tục phạm tội. Như vậy thì không phải vì cớ Chúa không yêu họ. Chúa kêu một người ra khiến người đó từ bỏ gia đình đi, không phải là Chúa làm ngược lại luật pháp. Trái lại, Ngài làm giúp chúng ta làm chọn luật pháp, có sự mầu nhiệm này. Khi Chúa Giêsu phán để kẻ chết cho kẻ chết, còn người hãy theo ta, Chúa Giêsu không phó mặc gia đình người đó cho sự chết. Trái lại, Chúa đang giải cứu. Bởi vì một kẻ tin cả nhà được cứu. Nếu đứa con đã yêu mến Chúa, không lẽ Đức Trời không đoái thương cha mẹ họ sao? Đức Trời đã dạy chúng ta là hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Chúa nói là gì? Có thể họ sẽ chết đói, nhưng chưa chắc chết linh hồn nếu người đi theo ta. Đức Trời là quan án công bình. Khi Ngài ban mạng lệnh và điều răn cho loài người thì trong từng điều răn của Ngài đều chứa định mạng lệnh và lời hứa cho những người làm theo mạng lệnh đó. Trong lời hứa đó có hai phần. Một là phước hạnh cho người làm theo vâng lời. Một lời hứa đó là trở thành là sự rủa xả, là sự án phạt dành cho người bất đồng phục mạng lệnh của Chúa. Bất cứ một điều răn nào trong mạng lệnh của Chúa đều có sự báo trả đi theo. Trong điều răn này, những người hiếu kính cha mẹ, tôn trọng, kính trọng cha mẹ mình đều nhận được lời hứa hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Trời ngươi ban cho. Đây là một nguyên tắc cho việc kéo dài tuổi thọ. Ngày hôm nay tuổi thọ người ta càng ngày càng sụt giảm đi. Cha mẹ nhiều người tự nhiên đau tim bột phát vì cớ con cái ngỗ nghịch. Bởi vì cớ ngày hôm nay con cái đua đòi nhiều quá, cha mẹ đứng tim khi con cái đang ăn mặc lố lăng. Nhiều khi cha mẹ nhìn thấy mà nổi loạn lên, nổi nóng lên mà đánh con cái của mình và nó bỏ đi luôn. Vì cớ con cái không vâng phục. Chúng ta biết rằng tất cả điều đó đều có lý do. Trong Kinh Thánh chúng ta biết rằng là bởi vì các ngươi thờ thần tượng lên dâu các ngươi ngoại tình. Bởi vì các bậc cha mẹ không thờ phượng Đức Trời, không tôn trọng luật pháp của Chúa, không kính trọng lời của Đức Trời, cho nên con cái nó phản loạn, nó ngỗ nghịch. Mình không có cái ngỗ nghịch như vậy thì tuổi thọ của cha mẹ sẽ giảm đi thôi, có gì đâu. Nó đi đánh bạc, nó cầm xe đi đánh bạc đi rồi thì cha mẹ phải làm mệt lá để mà lấy có tiền để mà có xe khác. Mà khi làm như vậy thì sẽ làm giảm tuổi thọ, chết nhanh hơn rồi. Nó làm 2-3 bố như vậy thì đau tức mà chết, giảm tuổi thọ. Là vì sao? Mình không tôn kính Đức Chúa Trời thì làm sao con cái tôn kính mình được? Vì mình không có sự kính sợ trời, không kính sợ Đức Chúa Trời thì con cái làm sao nó kính sợ mình được? Cho nên Chúa dạy chúng ta là phải dạy cho con cái chúng ta. Mà trước khi dạy như vậy chúng ta phải biết điều mình phải làm theo, đó là tôn trọng Đức Chúa Trời, kính trọng Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1 chép: hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ người, hãy tôn kính cha mẹ người. Ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo: hỡi con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Tức là khi cha mẹ ở trong Chúa rồi, cùng ở trong Chúa, thì con cái phải vâng phục như thế nào? Timothy thứ nhất đoạn 5 câu 4 chép: nhưng nếu bà quá có con hoặc cháu thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Ngày nay người ta nhờ cậy tiền bạc và các thực phẩm quý hiếm, các loại sâm quy cùng các loại thuốc hồng kéo dài tuổi thọ của người ta, mà tất cả những cái điều đó chỉ tốn công vô ích mà thôi. Bởi vì sự trường thọ nằm trong tay của Đức Chúa Trời. Suốt Tin Tu Ký đoạn 23 câu 36 chép: vì thiên sứ ta sẽ đi trước mắt
đưa ngươi vào xứ của dân Emorit, dân Hethit, dân Pherisit, dân Canaan, dân Hevit và dân Jebusit, rồi ta sẽ diệt chúng nó. Ngươi chớ quỳ lại và hầu việc các thần chúng nó, chớ bắt chước công việc họ, nhưng phải diệt hết các thần đó và đạp nát các phò thần đi. Ngươi hãy hầu việc Giê-hô-va Đức Trời ngươi, Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi và tiêu trừ các bệnh hoạn giữa vòng ngươi. Trong xứ ngươi sẽ chẳng có đàn bà xảo thai hay là đàn bà son sẻ. Ta sẽ cho ngươi được trường thọ. Làm theo mặc lệnh của Chúa thì được trường thọ. Trong sự làm theo mệnh lệnh của Chúa có sự tôn kính cha mẹ mình, có trách nhiệm với cha mẹ mình và yêu thương cha mẹ mình. Châm ngôn đoạn 3, câu 15, câu 18, sự khôn ngoan quý báu hơn châu ngọc, chẳng có một vật bù vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được. Tay hữu nó cầm sự trường thọ, còn trong tay tả có sự giàu có và vinh hiển. Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc và các lối nó đều là bình an. Nó là cây sự sống cho ai nắm lấy nó, người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh. Lời của Đức Chúa Trời. Thế mà chúng ta nắm được lời của Chúa, chúng ta có sự trường thọ. Nắm đây có nghĩa là vâng giữ làm theo. Những người không làm theo một lệnh điều răn của Chúa thì họ không nhận được lời hứa đó. Đi chúng ta xem những bậc cha mẹ ở trong Chúa chúng ta phải vâng phục như thế nào. Chúng ta phải nhớ rằng những bậc cha mẹ, tức là bậc đã có tuổi so với chúng ta, nhất là những người già cả đã tin Chúa rồi, đức tin của họ không mạnh như của chúng ta. Tâm trí của họ không được đổi mới như tâm trí của chúng ta, mà không dễ dàng nhận được kiến thức lẽ thật của Đức Trời như chúng ta. Và Chúa cũng không kêu họ làm những việc như Ngài kêu gọi chúng ta làm, bởi vì sức khỏe của họ, bởi vì trí tuệ của họ. Và bởi cái đó chúng ta phải cẩn thận vâng phục những cha mẹ trong Chúa. Và nếu không, chúng ta sẽ khiến cha mẹ chúng ta buồn, bởi vì cớ ý thức hệ của con người ta nó giống nhau. Thường thường các bậc cha mẹ luôn luôn có sự xu hướng về điều gì, lo lắng mình mất quyền cai trị. Ở trong cha mẹ, nhất là các con cái làm có tiền có của đó, mà cha mẹ nghèo đó, là luôn luôn buồn lòng vì cớ sợ mình mất quyền cai trị, sợ con không vâng lời mình nữa. Xu hướng người già là hay như vậy. Nhất là con cái mà cho tiền và nói không đúng, mẹ con xin biếu mẹ. Nói cho mẹ là không được, nói là con biếu mẹ. Cho mẹ là cho hả? Công tao nuôi mày, mà bây giờ mày nói mày cho tao hả? Mày trả ơn tao còn chưa đủ chứ mày cho. Thường hay bị như vậy, mà phải là con xin biếu mẹ. Lời nói mình hạ mình xuống, đó là sự kính trọng cha mẹ mình, khiến cho người mẹ vui. Để con giúp mẹ cho, giúp hả? Việc làm mày phải làm chứ giúp gì? Thế này, các bậc cha mẹ thường thường hay lo lắng rằng con cái nó không kính trọng mình nữa, không tôn trọng mình nữa, không nghe theo lời mình nữa. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Chúa biết điều này. Nên ngày chúng ta, đặc biệt mẹ chúng ta, cha chúng ta ở trong Chúa, chúng ta càng phải vâng phục hơn. Vì ví dụ chúng ta làm mục sư, chúng ta làm chấp sự, thì về nhà chúng ta sẽ như thế nào? Ở đây chúng ta có thế, phải vâng phục cha mẹ trong Chúa. Khi tôi dự hội đồng ở bên Ohio, vì mục sư chủ tọa đó có người mẹ là mục sư. Khi người ta phỏng vấn bà về chức vụ của người con, bà nói: tôi là một mục sư, khi giờ tôi giảng, tôi chỉ trước mặt, chỉ trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời về những linh hồn Chúa ra cho tôi để tôi giảng đạo. Nhưng về mặt uy quyền thì tôi phải phục dưới quyền của con tôi lúc đó đang làm mục sư chủ tọa của cái hội thánh lớn này. Nhưng khi về nhà, nó là con tôi. Nhưng khi ở trong hội thánh thì tôi phải xưng thưa mục sư, thưa ngài, sơ. Nhưng khi về nhà, khi tôi nấu đồ ăn thì nó ngồi vào bàn, thì bây giờ nó gọi tôi là mẹ. Và tôi muốn nói gì tôi nói, tôi mắng nó được. Nhưng mà trong khi chúng tôi vào đến hội trường để thi hành nhiệm vụ thì tôi phải phục dưới cả điều gì mà con tôi nó chỉ định. Sự tôn trọng ở đây khác với trách nhiệm trong nước Đức Chúa Trời. Trong nước Chúa Trời chúng ta thấy rằng Chúa chỉ định chúng ta có trên có dưới. Nhưng mà về Phật, ý thức hệ quan hệ trong mẹ và con, cha và con, thì nó có một sự tôn kính của đứa con với cha. Cho dù người con đó là tổng thống đi nữa thì về nhà vẫn phải kính trọng cha mẹ mình, yêu mến cha mẹ mình. Nhưng nếu cha mẹ bắt con mình là tổng thống, cậy quyền tổng thống để làm điều gì theo ý riêng của họ thì không được phép. Những người không làm theo một lệnh của Chúa và không làm theo điều răn của Ngài thì họ cũng nhận được lời hứa, nhưng không phải là lời hứa của phước hạnh mà lời hứa của sự đổ xả. Lê Vi Ký đoạn 20 câu 9 chép: khi một người nào chửi mắng cha mẹ mình thì phải bị xử tử, nếu nó chửi rủa cha mẹ, huyết nó sẽ đổ lại trên mình nó. Phục truyền Lê Vi Ký đoạn 27 câu 16: đáng rủa xả thay người nào khinh bỉ cha mẹ mình, cả dân sự phải đáp amen. Châm ngôn ở 20 câu 20: ngọn đèn của kẻ rủa xả cha mẹ mình sẽ tắt giữa vùng tăm tối mờ mịt. Phục truyền Lời Ký đoạn 21 câu 18 câu 21 chép: khi ai có một đứa con khó dạy và bội nghịch, không nghe theo lời cha mẹ, và mặc dầu bị trừng trị nó vẫn không khứng vâng lời, thì cha mẹ phải bắt nó dẫn đến trước mặt các trưởng lão của thành mình,
tại nơi cửa thành, đoàn cha mẹ sẽ nói cùng các trưởng lão của thành mình rằng: này con chúng tôi khó dạy và bờ nghịch, không vâng lời chúng tôi là kẻ hoang đàng say xưa. Bây giờ chúng dân thành ấy sẽ ném đá cho nó chết. Như vậy ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình, và cả Israel sẽ hay điều đó mà bắt sợ. Ngày nay có rất nhiều người không hiểu được cái sự hiếu kính cha mẹ. Nó có số một số người là cơ đốc nhân, sau khi đã cố gắng làm chứng cho cha mẹ mình không thành công, bắt đầu khinh bỉ cha mẹ mình, nói hỗn lại là ông bà đang chống lại Đức Chúa Trời và khinh bỉ. Không phải như vậy đâu. Khi chúng tôi ra ngoài nhà, lúc đó cha mẹ chúng tôi chưa có theo Chúa, chúng tôi vẫn tôn kính cha mẹ chúng tôi. Nhưng ngày cũng ngày rỗ, chúng tôi nói thẳng chúng tôi không thể ăn được. Bác thì hiểu chúng tôi không thể thắng được điều đó, không thể làm điều đó, không thể cùng không chung đường được. Khi ông nổi giận, tôi nói thẳng: dù ba có đuổi con ra khỏi nhà, con vẫn nói Đức Chúa yêu thương ba, và ba đang bị ma quỷ lừa dối. Mình kính trọng cha mẹ mình mà phải nói điều đó ra, phải hạ mình từ tốn, phân tích có tình có lý và không được nói hỗn. Nhưng có một số người khinh rẻ và bị hiểu sai lời của Chúa: tôi thánh khiết rồi, tôi phải ra khỏi nơi đó. Trong khi đó cha mẹ cần một người ở cạnh để giúp đỡ nuôi nấng thì lại bỏ đi, và như vậy khiến cho cha mẹ có sự cay đắng đồn lũy trong lòng, khiến người ta không thể nhìn nhận Đức Chúa Trời được. Và trong lễ thuật tục linh, trong điều gian này, chúng ta thấy chữ cha ở đây trong tiếng Hebrew là chữ ab, nguyên đọc tiếng Hebrew là ab. Số 1 là chữ cái đầu tiên trong các chữ cái trên toàn bộ thế giới này. Chữ cái đầu tiên là cha trước hết, đứng hàng đầu là trước hết. Như vậy chúng ta thấy rằng là gì? Chữ cha đây không chỉ là người đó tạo dựng nên mình, sinh ra mình mới là cha. Cha về phần thuộc linh, cha về phần linh hồn, cha về phần nghề nghiệp cũng có hết. Người đứng trước hết mình, sinh ra nghề của mình, người đã đào tạo cho mình gọi là thầy, cũng gọi là cha. David đã gọi vua Saul là cha mình. Các tôi tớ của tiên tri Elise gọi Elise là cha ơi. Elise đã gọi Eli thầy của mình là cha ơi. Tại vì sao? Người đó là người đã nhờ người đó mà mình trở thành một học trò, trở thành một người, thì người đó là cha. Vì người đó đứng đầu mình, nhờ người đó mà mình được lên. Sự tôn kính đây vô cùng quan trọng, mình phải tôn trọng người đó. Sự không tôn kính, không tôn trọng đồng nghĩa với sự phản bội. Và chúng ta biết sự phản bội là không bao giờ có trong nước Đức Chúa Trời. Chúa ghét nhất sự phản bội này. Nếu Đức Trời muốn là người phải kính trọng các bậc cha mẹ về phần xác thịt, thì về phần linh hồn và sự sống càng phải kính trọng là đến giờ nào. Cho nên là trong lời của Chúa là gì? Cái người mà ta dạy đạo cho mình thì mình phải gì nhỉ? Mà hết của cái mình mà chia cho người đó. Tại vì sao? Tại vì nhờ người đó mà mình nhận biết Đức Chúa Trời, và nhờ người đó mà mình mới biết được luật pháp của Chúa. Tức là người đó trở thành người đầu tiên cho mình, người đầu tiên mà nhờ người đó mà mình biết đến Chúa. Thì cũng như là gì? Cha mẹ chúng ta, vì nhờ người đó mà mình được sinh ra khỏi đời, mình ra đời. Thì cũng như là mình trước đây đã chết, và nhờ người đó mà mình trở thành một người được sống. Chúa muốn ta kính trọng người đó, tôn trọng người đó, mà qua người đó chúng ta phải kính trọng Đức Chúa Trời của chúng ta. Sự tôn trọng, kính trọng đây không có nghĩa là chúng ta phải bắt buộc nghe mọi lời người nói, vì chúng ta có lời của Đức Chúa Trời, vì lời của Chúa bao giờ cao hơn tất cả. Sự tôn trọng, kính trọng đây chúng ta phải tôn kính người đó. Vậy khi chúng ta nói xấu cha mẹ chúng ta, phỉ báng cha mẹ chúng ta, khinh bỉ cha mẹ chúng ta, hay là khỉ báng thầy của mình, nói xấu thầy của mình, thì chúng ta thấy điều đó như thế nào? Vô cùng nguy hiểm, phải không nào? Ở trong sách Gia Cơ đoạn 4 câu 11 này: hỡi anh em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Và nếu ngươi xét đoán luật pháp thì ngươi chẳng phải là kẻ vâng giữ luật pháp, bèn là người xét đoán luật pháp vậy. Như vậy nếu chúng ta khinh bỉ cha mẹ mình, dù cha mẹ chúng ta nghèo khổ khốn khó hay là đang chống nghịch lại Đức Chúa Trời, chúng ta không được phép khinh bỉ họ nữa. Vì chúng ta không biết đâu được một ngày kia người đó tin Chúa rất là nhanh, thì không phép khinh bỉ. Hoặc là người đó đang thiếu kém, nghèo khổ trong kinh tế, hay là người đó đang thiếu hiểu biết trong lời Chúa, thì chúng ta không được phép khinh bỉ người đó. Chúng ta không được phép khinh bỉ bất cứ một người nào, tại vì người đó chưa biết thôi. Không được phép khinh bỉ bất cứ người nào. Sự tôn kính Đức Chúa Trời được biểu thị qua sự vâng phục mạng lệnh và điều răn của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của chúng ta. Chúa Giêsu đã đến và làm mẫu mực cho chúng ta. Ngài nhận biết mình sẽ phải lo công việc của cha mình, và 52 tuổi Ngài đã lên đền thờ với cha mẹ mình. Và điều gì đã xảy ra? Luca đoạn 2 câu 49 đến câu 52 chép: Ngài thưa rằng: cha mẹ kiếm tôi làm chi? Hả, chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Nhưng hai người không hiểu lời Ngài nói chi hết. Đoạn Ngài theo về thành Nazareth chịu lụy cha mẹ. Mẹ Ngài ghi cái lời ấy vào lòng. Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng đẹp, được đẹp lòng Đức Trời và người ta. Ở đây Chúa Giêsu nhận biết mình phải lo công việc của cha mình.
Nhưng bởi vì thời kỳ thời giờ chưa đến nên phải trở về chịu lụy cha mẹ mình, chịu lụy để nhận biết luật pháp có quyền cai trị trên mình. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta tin Chúa, nếu Chúa không gọi chúng ta ra khỏi ngôi nhà đó, chúng ta vẫn phải ở ngôi nhà đó với cha mẹ chúng ta, chịu lụy cha mẹ mình. Nhưng mà chúng ta không đồng tình với những đồng minh lời ác của họ. Nhưng mà khi cha mẹ chúng ta sai khiến chúng ta, yêu cầu chúng ta làm gì, chúng ta phải hết lòng hết sức có thể làm được phải làm, hầu cho họ được vui lòng, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và khi đẹp lòng Đức Chúa Trời thì qua đó Chúa sẽ cáo trách cha mẹ mình. Chúng ta biết đấy, chính Daniel, đúng không? Qua Daniel không chịu nghe theo lời của vua nhưng nghe theo lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình. Nhưng mà vua có quyền trên Daniel thật, nhưng mà Daniel không vâng phục. Tại vì điều mà vua đó mặc lệnh cho Daniel không đúng là pháp của Chúa. Để ông ta không vâng phục, ông ta vâng phục mặc lệnh của Đức Chúa Trời. Có một người kia ở bên Mỹ, anh ta khó kiếm việc lắm. Ở đó anh được kiếm một cái việc và nhà máy, và anh trở thành người lái xe chuyên chở. Nhà máy là máy sản xuất bia rượu, anh nó chở bia rượu được các công ty. Nhưng ngày Chủ nhật đó ông chủ bắt anh ta chở, anh ta nói thưa ông tôi không thể làm vì trong ngày Chủ nhật được, bởi vì tôi phải đi thờ phượng Chúa. Người chủ nói Chúa của mày có cho mày công việc này không hay là tao? Mà tôi biết điều đó, nhưng mà tôi phải thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật. Thế mày không sợ nó tao đuổi mày sao? Không, bởi vì nếu Chúa cho ông được sống mà cho ông được giàu có thì ngài cũng khiến cho tôi sống và cho tôi giàu có được. Và nếu ông có đuổi tôi thì tôi cũng phải chịu thôi, nhưng tôi phải thờ phượng Chúa vào ngày mai Chủ nhật. Và chúng ta biết điều gì xảy ra không? Chúa khiến lòng người chủ kia tôn trọng người này, cho ông ta làm trưởng đội xe và nghỉ ngày Chủ nhật. Bởi vì người này đã biết rằng người này đã thờ Chúa trung thành như vậy thì chắc không phản bội chủ của mình. Và bởi cái đó ông giao trách nhiệm cho người này làm quản lý cái đội xe của công ty, bởi vì biết người này có sự trung thành. Ở đây chúng ta thấy rằng Chúa chúng ta sẽ làm được mọi việc qua đức tin của chúng ta với lời của Chúa, qua sự vâng phục chúng ta dưới cha mẹ chúng ta, đặc biệt là người chưa biết Chúa, mà Đức Chúa sẽ cảm động lòng họ nhận biết Đức Chúa Trời và vâng phục Đức Chúa Trời nữa. Chúa Giêsu đã nhận biết mình là Chúa chứ, nhưng ngài không có cậy điều đó bởi vì chưa đến kỳ. Nên ngài trở về chịu lụy cho đến đúng kỳ ngài bắt đầu thi hành chức vụ. Và khi ngài thi hành chức vụ rồi thì ngài không cố lụy cha mẹ nữa. Khi bà Mary yêu cầu Chúa làm việc phép lạ, ngài nói gì? Hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự chỉ trăng vì giờ ta chưa đến. Vì lúc này ngài lấy chức vụ của mình là thờ phượng cha là trên hết, bởi vì ngài không bị lụy cha mẹ nữa, nên ngài có quyền dạy chúng ta làm điều đó và chúng ta không phạm tội bất hiếu. Để khi chúng ta vâng phục Đức Chúa Trời thì phước Chúa sẽ đổ trên chúng ta, và chúng ta có phước thì cha mẹ chúng ta cũng sẽ được nhờ. Giăng đoạn 8 câu 46 đến câu 49: trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Nếu ta nói là thật, sao ngươi không tin ta? Ai ra bởi Đức Chúa Trời thì nghe lời Đức Chúa Trời, cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời. Người Giu-đa thưa rằng chúng tôi nói thầy là người Samari và bị quỷ ám, há không phải sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng ta chẳng phải bị quỷ ám, nhưng ta tôn kính cha ta, còn các ngươi làm nhục ta. Vì sự tôn kính cha mà ngài làm mọi sự, mà loài người kêu ngài là bị quỷ ám, kêu ngài là bị khùng, bị điên. Chúng ta cũng vậy. Ngày nay chúng ta tôn kính cha chúng ta trên trời, và những bậc cha mẹ chưa biết Chúa thường bắt bẻ chúng ta, cho chúng ta khùng là điên là khờ. Nhưng mà nhờ sự thương khó mà Chúa xu chịu, mà ý chỉ của Đức Chúa Cha được thành vượng, và bởi cớ đó thì gì, chúng ta được cứu, phải không nào? Thì chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, nếu chúng ta cứ chịu khó thương khó như vậy thì cha mẹ chúng ta là người chưa biết Chúa cũng sẽ được cứu qua đức tin của chúng ta. Hebreo đoạn 5 câu 8 câu 9: dòng ngài là con cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã làm được làm nên trọn vẹn rồi thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho những kẻ vâng lời ngài. Trong điều đó này, Đức Trời có phán được chép vào trong Lê Vi Ký đoạn 19 câu 3 là gì? Ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình và giữ những ngày Sa-bát, ta là Giê-hô-va Đức Trời các ngươi. Chứ tôn kính đây còn đi song song với sự làm chọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhớ giữ những ngày Sa-bát Chúa. Tôn kính cha mẹ, nhưng mà cha mẹ bảo là gì? Trong kinh thánh tao nghe hôm nọ mày đọc đó, là gì? Phải vâng phục cha mẹ mình trong mọi sự mà. Tao bảo mày ở nhà. Nhưng mà đứa con nói thưa cha không được cha, vì ngay là con phải ra mắt Đức Chúa Trời thờ phượng Chúa. Vì nếu con thờ phượng Chúa, con sẽ có sức khỏe. Con có sức khỏe thì con có thể đi làm được. Mà con đi làm được thì con có tiền để giúp đỡ cha mẹ chứ. Nếu con không thờ phượng Chúa thì con sẽ bị rủa sá. Con bị rủa sá thì làm sao con có sức làm cho cha mẹ được. Vậy nếu cha mẹ cho con đi thì ấy là cha mẹ đang tạo điều kiện cho con được khỏe mạnh, thì con giúp đỡ cha mẹ được chứ. Mình phải giải thích là khi con đến với Chúa là đến với đứng nguồn ban sự sống. Vì Chúa cho chúng ta có nhiều sự khôn ngoan để nhanh trí. Thằng con nói ba, con thấy mấy cassette của ba có mấy cục pin hết pin, nữa ba sạc điện phải không? Nếu ba không sạc nó thì ba có điện không? Mày thằng mấy khờ, pin sạc điện, hết điện là phải sạc điện, không sạc điện làm sao nó còn chạy được? Mà nếu nó không có điện thì làm sao cho mà máy chạy được? Đấy, ba có nhiều cục pin đấy ba.
Nếu ba cho con đi với Chúa, ba để Chúa sạc pin cho con, làm sao con có pin để con chạy máy cho ba được. Mà thằng này lẽ này thôi cho mẹ đi. Mình phải có sự khôn khéo để mình nói trong lời của Chúa, để cho cha mẹ mình biết được. Khi mình đến với Chúa như vậy không có nghĩa là mình ghét cha mẹ mình, nhưng mà trái lại mình đến với Chúa như vậy thì nhận được sức mới từ nơi Chúa. Và cha mẹ sẽ nhìn thấy sự trung thành của mình với Chúa. Mà cha mẹ biết rằng là nếu con nó trung thành với Chúa thì chắc không phản bội cha mẹ đâu. Thì thường cha mẹ là sợ là mình không có quyền những con nữa, sợ là không thờ tự mình nữa, thường lo như vậy khi họ không biết Chúa. Chứ tôn kính cha mẹ còn đi với chữ giữ những ngày Sa-bát của Đức Chúa Trời. Đây là một mạng lệnh của Đức Chúa Trời cho loài người. Sự vâng phục cân bằng với nhau. Nếu ta nói sự hiếu kính cha mẹ cuối cùng cứ ở nhà lo cho cha mẹ được rồi, tôi không làm vui lòng Đức Chúa Trời nữa thì làm sao được? Nếu có nhiều người nói tôi cứ ở nhà hầu cha mẹ tôi đi đến đẹp lòng Đức Chúa Trời nữa, tôi không đúng nữa, vì Chúa nó hay giữ những ngày Sa-bát Chúa nữa. Cho nên sự hiếu kính phải đi song song với sự giữ lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng Sa-tăng quỷ quyệt đã bẻ queo lời của Chúa, dạy người ta làm đạo, làm con không trọn vẹn, giữ hiếu thôi, bỏ luật pháp của Chúa đi và coi cha mẹ là Chúa của mình. Và như vậy sự phạm thượng. Mà nếu chúng ta coi bất cứ một người nào đó thần tượng hơn Chúa thì chúng ta sẽ nên sự rủa xả. Và bởi cái đó Chúa Giêsu nói ai yêu cha mẹ và con hơn ta không đáng cho ta, là bởi vì như vậy. Đây không phải là vấn đề ghen tương, mà đây vì nói về vấn đề sự thiếu biết của loài người mà khiến sự chết. Vì cớ là người chết vì chưa biết nên khiến Chúa buồn lòng. Bởi vì chúng ta không được quyền giết chúng ta, vì chúng ta không thuộc về chúng ta. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta là sáng nghiệp Đức Chúa Trời dựng nên. Chúng ta là tài sản của Đức Chúa Trời và vật của Đức Chúa Trời. Chúa dùng chúng ta. Chúng ta không có quyền tự hủy mình. Cho nên nếu chúng ta thiếu biết như vậy làm buồn lòng Đức Chúa Trời. Cho nên là gì, nếu ta yêu cha mẹ chúng ta quá, cha mẹ chúng ta bảo làm điều gì chúng ta cứ ở lại làm thôi, không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời nữa, thì chúng ta sẽ chết bởi vì cớ sự đổ xả. Và như vậy không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Để cân bằng lời Chúa, Chúa Giêsu đã phê phán những người Pharisee như sau. Trong Ma-thiêu đoạn 15 câu 3 câu 6 chép, Ngài đáp rằng: "Còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình đã phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Vì Đức Trời đã truyền điều răn này: phải hiếu kính cha mẹ ngươi. Lại điều này: ai mắng nhất cha mẹ thì phải chết. Nhưng các ngươi lại nói rằng: ai nói cùng cha mẹ rằng những điều tôi có thể giúp cha mẹ, tôi đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ nữa. Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời." Chúa muốn ta hiểu lời Chúa và hành động cân bằng. Không được cân bằng. Hiếu kính cha mẹ, vâng lời cha mẹ ở trong cái ý thức hệ của cha với con sự vâng phục. Nhưng nếu tất cả điều mà ý tưởng của người đó, đường lối người đó, cách sống người đó bắt chúng ta phải theo họ để phá lại Đức Chúa Trời thì chúng ta phải bác bỏ. Nhưng mà vẫn phải có trách nhiệm, mình là con của họ, không được hỗn láo với họ, không được cãi lộn với họ, chỉ được phép trình bày rõ ràng thư gửi có trên có dưới để người ta nhận biết luật pháp của Chúa, để có thể làm chọn điều răn của Chúa trong lĩnh vực này. Trách nhiệm của những người tin Chúa là phải nhờ sức Chúa để làm lên cái sự làm con trong gia đình. Nhất là những bậc cha mẹ chưa tin Chúa, chúng ta phải cậy ơn Chúa mà làm thôi, sự khôn ngoan thông sáng của Chúa để làm, nếu không sẽ mắc mưu của Satan. Vì trong điều răn này rất là quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta không biết làm khéo léo, chúng ta sẽ hưởng sự rủa xả bởi chính cha mẹ mình. Phải khôn khéo, không có họ sẽ rủa xả chúng ta, nguyên rủa. Bởi vì chúng ta biết rằng tâm trí họ chưa được đổi mới, thế chúng ta phải hiểu điều này. Trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 20: "Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa." Vâng phục cha mẹ mình ở đây chúng ta biết là gì? Chúng ta làm con thì cha mẹ sai khiến chúng ta dạ thưa vâng. Nhưng nếu cha mẹ ông ta bắt chúng ta làm điều ác thì chắc chắn chúng ta không làm. Nhưng chúng ta phải phân tích cho họ biết lý do tại sao chúng ta không làm, vì điều gì. Phải xưng Chúa ra. Và khi chúng ta xưng Chúa ra như vậy thì chúng ta tin rằng Ngài có quyền để trị trong mọi công việc, và chính Chúa sẽ bảo vệ chúng ta trong lúc đó. Chúng ta vừa học xong điều răn thứ 5, tuần sau chúng ta sẽ học tiếp những điều răn còn lại nữa. Và giờ này mỗi người chúng ta kinh nghiệm được điều của chúng ta đã từng sống trong khi chúng ta còn làm con cái, chúng ta đã vi phạm mệnh lệnh của Chúa chưa? Và chúng ta biết rằng nếu chúng ta đã nhận biết chúng ta đã từng không vâng phục cha mẹ, đã từng bất hiếu cha mẹ, cãi lộn với cha mẹ, nguyền rủa cha mẹ, tất cả những tội lỗi đó hằng còn ở trước mặt Đức Chúa Trời, thì chính giờ phút này chúng ta biết lời của Chúa và chúng ta phải ăn năn ngay từ bây giờ. Ăn năn xưng tội mình ra trước mặt Chúa rằng trong quá khứ chúng ta đã phạm tội này, phạm tội kia với cha mẹ chúng ta. Chúng ta xin Chúa tha thứ cho chúng ta và xin Chúa khiến cho những sự rủa xả đã đến chúng ta vì cớ những lời nói, những hành động, những tư tưởng, những việc làm chúng ta đã làm buồn lòng cha mẹ, nghịch lại với cha mẹ chúng ta, lìa khỏi chúng ta đi. Thì bây giờ sự rủa xả đó mới lìa ra khỏi chúng ta.
Mặc dù chúng ta đã tin nhận Chúa, tội lỗi chúng ta đã được buông tha, nghĩa là linh hồn chúng ta đã được buông tha khỏi tội lỗi, nhưng mà tội lỗi vẫn ảnh hưởng trên xác thịt chúng ta. Cho nên khi nào chúng ta nhận biết điều mình đã phạm đó là tội lỗi trước mặt Chúa Trời và xưng nó ra, xin Chúa tha thứ, khi Chúa làm sạch và xin Chúa khiến sự đổ xả đã đến trên chúng ta vì cớ tội lỗi đó liền ra khỏi chúng ta, bây giờ cuộc đời chúng ta mới được ra khỏi điều đó. Mọi người chúng ta cùng đến với Chúa tự do giờ này, điều chúng ta cầu nguyện ân năn trước mặt Đức Chúa Trời, và đừng ai nghe người bên cạnh mình nói tôi sẽ mở nhạc để chúng ta tự do đến với Chúa ân năn cái điều mà mình đã vấp phạm với cha mẹ mình. Trước mặt Đức Chúa Trời, xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đức Chúa Trời công bình, Đức Chúa Trời yêu thương, chính Ngài là Cha đời đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu thương của Ngài nên chúng con được sinh ra. Chúng con nhận biết rằng nếu không phải vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng con thì khi chúng con còn ở trong lòng mẹ, chắc chúng con đã bị hủy diệt bởi cớ tội ác của tổ phụ chúng con. Nhưng Ngài đã khiến cho cha mẹ chúng con đã sinh được chúng con ra trên đời này để chúng con nhận biết Ngài, để chúng con được cứu rỗi. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Chúa dạy chúng con hiếu kính cha mẹ mình, tôn trọng vì kính trọng cha mẹ mình. Chúa ơi, tất cả mọi người chúng con đều đã từng vấp phạm vào luật pháp của Chúa từ khi còn nhỏ cho đến ngày hôm nay. Chắc chắn mỗi người chúng con đều có những lần cãi lại cha mẹ mình, bất hiếu, ta làm buồn lòng, hoặc phạm thượng, hoặc chửi rủa, hoặc khinh bệ, hoặc nói hành, hoặc làm những điều ác nghịch lại với cha mẹ. Có những lời nói, hành động, những cử chỉ không phải nói ở trước cha mẹ, nhưng nói trước công chúng, biểu thị sự khinh rẻ cha mẹ. Chúng con hết thảy đã từng không vâng phục cha mẹ bằng cách này hoặc cách khác. Và ngày hôm nay chúng con nhận biết rằng tất cả những điều đó là tội ác hương biết ở trước mặt Chúa. Chúng con xin ăn năn ở trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng con nhận biết tất cả những điều chúng con làm, hoặc cãi lại, hoặc không vâng lời, hoặc làm bầm, hoặc cay đắng, hoặc oán giận, hoặc trả thù. Tất cả những điều đó là tội ác hương biết ở trước mặt Chúa. Chúng con cầu xin Đức Chúa Trời hãy tha thứ mọi tội lỗi cho chúng con, vì chúng con đã làm điều đó khi chúng con còn ngu muội, còn trong sự tối tăm, không nhận biết Đức Chúa Trời, không có sự hiểu biết. Và cầu xin Chúa là Đấng đã dùng huyết của Đức Chúa Jesus Christ, con một Ngài, sửa sạch mọi tội lỗi chúng con, hầu chúng con được nên con cái của Ngài, gọi Ngài là Cha. Xin hãy vì tình yêu của Ngài đối chúng con, và xin Chúa khiến cho tất cả những sự rủa xả đã đến trên đời sống của chúng con bởi tội lỗi của chúng con đã mắc phạm trong quá khứ lìa xa khỏi cuộc đời của chúng con mãi mãi, lìa ra khỏi cuộc đời của con cái chúng con và dòng dõi chúng con mãi mãi, hầu cho tất cả chúng con từ các bậc cha mẹ đến con cháu để cùng một lòng một ý vâng giữ luật pháp của Đức Chúa Trời. Xin Chúa chữa lành tất cả những mối quan hệ của gia đình chúng con, giữa con cái với cha mẹ và giữa cha mẹ với con cái, hầu cho tất cả mọi người chúng con để yêu thương nhau, tha thứ cho nhau. Con cái sẽ kính trọng cha mẹ, yêu mến cha mẹ, có trách nhiệm với cha mẹ, và các bậc cha mẹ sẽ yêu thương con cái và dạy dỗ con cái làm theo mệnh lệnh Ngài. Trong những bậc cha mẹ của chúng con, nếu có ai đó chưa tin nhận Ngài thì lạy Chúa vì tình yêu của Ngài đối với chúng con mà tha thứ cho họ. Xin biến đổi lòng họ, khiến cho lòng họ mềm mại để nhận biết của Đức Chúa Trời, và xin Chúa cũng cho chúng con được ơn, được sức để qua chúng con mà các bậc cha mẹ đó nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời hiền hữu và là Đức Trời tốt lành, để họ đầu phục trở về với Ngài để được cứu. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Ngài là Cha thiên thượng của chúng con. Ngài là Đấng tạo dựng được chúng con. Xin Thánh Linh Ngài giúp đỡ cho chúng con càng ngày sống càng yêu mến Chúa, sống đẹp lòng Chúa, có sức lực vâng theo luật pháp Ngài, để cuộc đời của chúng con, hành động lời nói của chúng con mang bông trái của Chúa, và người ta sẽ nhìn qua chúng con mà nhận biết chúng con là con cái của Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban lời của Ngài cho chúng con. Cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài đã cho chúng con được sinh ra, được lớn lên. Và con tin rằng Ngài đã bồng ngắm chúng con từ khi mới sinh ra, Ngài cũng tiếp tục bồng ngắm chúng con cho đến khi già cả tóc bạc. Và chính Chúa sẽ Đấng đã cứu chúng con, Ngài sẽ Đấng dạy dỗ, trang bị, làm chúng con được nên thánh khiết và đưa chúng con trở về với Đức Cha toàn năng. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện xin lời của Đức Chúa Trời được vững lập trong lòng của chúng con. Xin Chúa là Đấng sinh những con ra, xin Chúa gìn giữ, dạy dỗ, nuôi dưỡng chúng con mãi mãi. Cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.